bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Chập điện nguy hiểm lắm. Sao vậy Scooby? Anh bị bệnh hả? Đâu có, anh không sao hết. Cho mình xuống trước. Cho mình xuống trước. Mình xuống trước. Thôi đi, hai cậu đang làm cho Scooby mệt hơn đó. Hả? Scooby, bọn anh bị bệnh hả? Cảm ơn, nhưng anh không sao hết. Mấy đứa không cần lo cho anh đâu. Lát nữa anh quay lại. Nhìn anh ấy không ổn chút nào. Chúng ta làm anh ấy mệt hơn. Giờ mới biết hả? Scooby! 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 Mày được. Scooby! Scooby, tụi em lo cho anh lắm đó. Hả? Scooby, cho tụi em xin lỗi về chuyện hồi sáng. Dạ, em cũng vậy. Em không biết anh đang bị bệnh. Dạ, đó không phải là lỗi của tụi em đâu. Tại vì anh bị cảm thôi. Nghỉ ngơi chút là được mà. Nhưng mà cảm ơn các em đã ghé thăm anh nha. Scooby! Khoan, còn nữa. Tụi em đã chuẩn bị một số thứ. Anh cứ yên tâm giao cho tụi em. Tụi em sẽ chăm sóc anh cho tới khi anh thấy khỏe hẳn. Được, cố lên. Scooby, anh làm ơn nhấc bánh xe lên. Được thôi. Scooby, bỏ rác ở đâu vậy? Hả, em cứ để ở trước cửa. Em làm gì mà nhộn quá vậy? Khắp nơi đều đầy bụi bặm. Anh phải vệ sinh thân thể chứ. Nhộn quá đi, dừng lại đi mà. Lạnh quá vậy. Sao Scooby, anh thấy sao? Tuyệt vời, thoải mái lắm. Hôm nay cứ giao mọi việc cho tụi em. Anh thấy ấm lắm. Cảm ơn các em nhiều nha. Có gì đâu Scooby. Mau khỏe nha Scooby. Trời ơi, mình đói mèo luôn rồi. Mình cũng vậy. Dạ. Cũng may mình biết chứ. Hả? Nên mình có đem theo đồ ăn đây. Thất bại rồi. Các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Cậu lại xì hơi nữa hả trốn đây? Này, mình không có. Hả? Mùi này là cháy. Không mở cửa được. Scooby, làm ơn dậy đi. Cháy rồi. Cửa bị khóa rồi Scooby. Các em mau lên xe đi. Rồi, thắt dây an toàn rồi giữ chặt lấy nó. Dạ được. Hả? Khói? Hình như ở chỗ của Scooby. Cẩn thận. Giờ nhờ cậu đưa bọn trẻ đến nơi an toàn. Mình hiểu rồi. Được rồi, dập lửa thôi. Giải quyết xong rồi đó. Biết chăm sóc cho người khác là tốt, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị điện. Khi các em cắm thiết bị, không nên cắm quá nhiều cùng một lúc. Phát quá nhiều điện sẽ làm cho ổ điện bị nóng lên, có thể dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài ra, cắm dây lỏng quá cũng rất nguy hiểm. Khi phích cắm phát ra tia lửa điện thì cũng có thể dẫn đến các tình huống rủi ro gây hỏa hoạn. Cuối cùng, chúng ta cần phải đảm bảo dây điện trong nhà không bị bong ra và cũng không được để ổ cắm dính nước. Chập điện một chút cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Các em đã hiểu chưa? Dạ, cảm ơn rồi. Xin lỗi Scooby, tụi em chỉ muốn giúp anh. Không sao đâu, các em đã giúp anh khỏe hơn rồi. Anh hết bệnh luôn rồi nè. Thật hả? May quá. Vậy là được rồi. Hả?
Hình như cậu đã bị Scooby lây bệnh rồi đó. Ồ vậy sao? Vậy về đến lượt Xin đi, đúng không? Xin đi, tụi mình sẽ chăm sóc cậu. Mình vẫn ổn, mình khỏe lắm. Lại xa 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 xa. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Làm sao để gọi 911. Đoán xem tin gì? Hả? Hôm qua xuất hiện một trận mưa sao băng tuyệt vời nhất luôn đó. Mình tận mắt thấy nó. Yeah, mưa sao băng đó sáng cả một vùng trời luôn á. Sáng cả một vùng trời, đúng vậy. Mình chưa bao giờ thấy sao băng. Các cậu nghĩ nó trông ra sao? Nghe nói nó chỉ là cục đá rơi từ không gian. Cục đá hả? Không phải, nó phải là trái banh thật bự biết phát sáng. Cả ba tụi mình sẽ đi dò tới xuống dưới kia nha. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Cây dò điện thần kỳ dùng để truy tìm năng lượng. Cây xúc xích khổng lồ. Vì chúng ta ở ngoài vài tiếng nên mình sợ sẽ đói bụng. Máy chăm bông truyền đạt với người ngoài hành tinh. Khoan đã, mấy thứ này làm sao để giúp tìm ra sao băng hả? Peter, mình nghĩ chắc cậu mang cây gậy này sẽ không ăn được gì. Nè, coi thử đi. Hãy xem cây dò điện siêu cấp đây. Dò được rồi. Hôm nay đi nào. Hả? Cậu ấy có sao không vậy? Không biết. Cậu có chắc mình đang đi đúng đường không vậy? Đương nhiên đúng rồi, mình đang dò đúng đường mà. Nên vẫn đi hướng này hả? Bọn mình sẽ tới sớm thôi. Ở đằng kia. Nên cậu vẫn chắc chắn 100%. Đúng vậy, mình nói mình biết đường đi mà. Không, xúc xích của mình. Đừng ngã. Peter. Hả? Cái gì vậy ta? Bây giờ ở đây tối quá à. Nhưng mình chắc là mình đã thấy cái gì đó. Sạc, cậu có đèn ở đó không? Ở đây. Có sao băng kìa. Chắc là nó rồi. Trời. Mình nên gọi 911. Nhưng mình không có điện thoại để gọi. Đúng rồi, thấy liên lạc của cậu. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Có đám cháy, tụi em không biết phải làm sao hết. Các em đang ở đâu vậy? Đây là một cái cabin ngay giữa rừng sâu. Nhưng em chưa đến đây bao giờ nên không chắc. Được rồi, các em hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi. Mô tả xung quanh xem, em nhớ đến bằng cách nào. Đến đây. Tại một ngã ba trên đường đi, bọn em đã quẹo trái. Và sau đó chúng em đã băng qua một con sông nhỏ. Và tụi em đã té xuống một vách núi. Đó là lúc bọn em tìm thấy cái cabin đang cháy. Được rồi, nghe nè các cậu. Có người báo có đám cháy trong rừng trong một cabin. Cần các cậu tới đó, mình gửi thông tin vị trí. Biết rồi. Ellie, bây giờ mình đi vào trong rừng, cậu nói cho mình hướng đi. Mình biết rồi. Rồi, quẹo trái. Cảm ơn. Rồi, Haley. Các em ổn chứ? Dạ, bọn em ổn. Sự việc có thể tệ hơn rất nhiều, nhưng cũng may các em kịp thời gọi điện báo. May quá. Nên khi nào các em thấy có cháy, sử dụng điện thoại hay là thiết bị liên lạc nào để gọi 911. Lúc nào cũng phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh và mô tả vị trí chính xác của đám cháy. Nếu đám cháy xảy ra ở nơi mình không quen thuộc, nhìn xem cảnh vật xung quanh. Cảnh vật có thể là nhà cao tầng, thư viện, trường học, cây lớn, hoặc ở ngã tư, bùng binh, sông, hồ, tàu điện ngầm, hoặc trạm xe buýt. Như vậy, lính cứu hỏa sẽ tìm được nơi đó dễ dàng hơn.
Các em đã hiểu chưa? Dạ rồi, hiểu rồi. Nhưng mà tại sao bọn em lại đi vào trong rừng này vậy? Mưa sao băng. Ôi không, nó có thể ở trong đó. Mình đã nhớ mang nó ra rồi. Ok, chúng ta có sao băng rồi nè. Các em tìm được sao băng hả? Thật tuyệt vời. Mọi người đều đang nói về nó đó. Làm tốt lắm. Tìm được rồi. Mục tiêu Bully và những người bạn. Tập 20. Nguy hiểm khi có tuyết rơi. Căn cứ Nam Cực đã hoàn tất. Và cuộc thám hiểm cần gì nữa đây? Cần một đội trưởng dũng cảm và xuất sắc. Đội trưởng? Phải, vì mình là người dũng cảm nhất và thông minh nhất ở đây nên mình làm đội trưởng. Được rồi, sao cũng được. Trời lạnh lắm, cậu không vào trong à? Nè, các cậu phải thừa nhận mình là đội trưởng trước đi chứ. Ôi trời, hôm nay sẽ có tuyết rơi cả ngày. Đây có thể là trận tuyết lớn nhất trong năm. Thật tuyệt, chúng ta nên làm pháo đài và máy bay trực thăng bằng tuyết. Haley, vào những ngày tuyết rơi có xu hướng xảy ra nhiều tai nạn hơn bình thường. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cảnh giác để giúp đỡ mọi người. Nhưng mình chắc chắn là cậu sẽ biết tất cả những điều đó rồi. Tất nhiên mình biết rồi. Có lẽ cậu cần một bài kiểm tra thử xem. Có một con quái vật tuyết. Đó là một con voi có 12 chân. Cái gì? Mình muốn xem thử. Có một con gấu Bắc Cực đi qua. Thôi nào, tới lượt mình. Và một đội quân của chim cánh cụt nữa. Đẹp ghê luôn. Biên tử. Sạc, đó là gì? Đây là đèn chiếu chòm sao của mình. Nó chiếu trên bầu trời đêm. Tuyệt phải không? Phải, rất đẹp. Đây là những gì chúng ta thực sự nhìn thấy ở Nam Cực. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cực quang. Nè các cậu, chúng ta hãy đến Nam Cực đi. Được. Gì vậy Johnny? Có chuyện gì vậy? Không, lối vào bị tuyết bao phủ rồi. Không nhìn thấy bên ngoài nữa. Toàn là một màu đen. Chúng ta có thể gặp rắc rối rồi đó. Cảm ơn các cậu, mình thực sự bị mắc kẹt. Spooky, mỗi khi tuyết rơi, con đường có thể trở nên rất trơn trượt. Và điều quan trọng nhất là cần phải đi chậm hơn ngày thường. Mình sẽ làm được. Chào Jean. Mọi người nghe đây, tụi nhỏ đang chơi trên đường Apple nhưng tới giờ chưa về nhà nữa. Đội cứu hộ đi tìm ngay đi. Đã hiểu rồi. Đây là cái bánh cuối cùng của chúng ta rồi đó. Chắc là bị đông. Chúng ta đều bị đông lạnh. Nếu chúng ta ở đây trong nhiều năm thì sao? Giống như khủng long hả? Peter, Johnny, Jack, nghe nè, nếu nghe thấy thì hát lên đi. Đây nè, anh chị nghe thấy không? Peter, Johnny, mình nghĩ họ không thể nghe thấy đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Đợi một chút. Tụi em ở đây. Đây nè. Nghe không? Cái gì vậy? Mình thấy rồi. Được rồi, bắt đầu. Mấy đứa không sao chứ? Cũng may tụi em đều an toàn. Cảm ơn. Khi tuyết rơi dày đặc vậy, có một số điều cần phải ghi nhớ. Vào mùa đông, hãy chú ý đến dự báo thời tiết để xem trận tuyết rơi sẽ như thế nào. Vào những ngày có tuyết rơi dày đặc, tốt nhất nên ở trong nhà.
Và nếu phải đi ra ngoài, hãy nhớ đeo găng tay, khăn quàng cổ, giày giữ ấm và một cái gì đó để bịt tay lại. Luôn nói với gia đình em sẽ đi đâu và khi nào quay về. Nếu có điều gì đó xảy ra và cần trợ giúp, hãy thử càng nhiều cách càng tốt để báo hiệu cần sự giúp đỡ. Trong khi chờ người tới giúp, hãy di chuyển xung quanh để giữ ấm cho nhiệt độ cơ thể và vẫn phải bình tĩnh. Dạ hiểu, tụi em sẽ làm hết. Mọi người, hả? Tuyết hết rơi nữa rồi. Trời, đâu bóng tuyết không vậy? Thật sao? Được rồi, đâu bóng tuyết. Cứ làm những gì mình muốn. Chụp lại. Chụp lại. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập 3, mình bị mắc kẹo ở cuốn họng rồi. Xin chào ông Wheeler. Chào Jackie. Chào Tommy, cậu đến vừa kịp lúc. Tôi có mấy quả mâm xôi tươi Jackie cho tôi đó. Mâm xôi lần này ngon lắm. Ông Wheeler. Tôi không sao. Cũng may là ông không sao. Lucy, em nhìn nè. Anh giỏi không? Wow, em cũng muốn thử. Em nhìn anh nè. Lần này sẽ làm được. Được rồi. Biết đó, cho anh dám ăn hết tấm trang của em. Lucy, chị cho anh viên sô-cô-la đi mà. Hồi nãy xin lỗi em, một viên thôi nha. Không, không có chuyện đó đâu. Một viên thôi, anh cầu xin em đó. Được rồi, chỉ một viên thôi. Cảm ơn nha, Peter. Trả kẹo lại cho em. Wow, đáng sợ quá. Lucy, em muốn ăn không? Ghê quá. Các con ơi, trang pizza. Dạ. Peter, anh ăn hai miếng cùng lúc sao? Thôi đi. Em cũng có thể ăn giống anh mà. Miếng cuối là của anh mà đúng không? Anh ăn hiếp em. Lucy, con sao vậy? Chỉ là mẹ biết đó. Lucy, ngon không con? Dạ. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn kem nữa. Không được đâu, con đã ăn vặt nhiều lắm rồi đó con à. Kẹo miễn phí đây. Phát kẹo miễn phí nhân ngày khai trương tiệm. Ngon quá. Cho em một viên. Em nữa. Được rồi, đây. Kẹo miễn phí. Kẹo miễn phí. Vậy là xong. Xin chào, cứ tự nhiên. Cảm ơn. Em xin một viên kẹo với. Em cũng vậy. Ôi thôi chết, xem ra chị chỉ còn một viên thôi. Một viên thôi sao? Vậy là của anh rồi. Peter. Peter, Lucy. Gì đấy? Hãy đứng lại. Viên kẹo đó sẽ là của em mới đúng. Làm gì có, nó sắp vào miệng của anh rồi. Đáng đời. Sao vậy? Đi tới. Con sao vậy? Hình như anh ấy bị mất viên kẹo rồi. Peter, tối lên nha Peter. Cháu thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh nhiều nha. Cũng may là em không sao đó Peter. Cảm ơn chị Amo. Cũng may là đúng lúc chú đi ngang qua đây đó. Xém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Sau này con sẽ cẩn thận hơn. Peter, bị mắc thức ăn trong họng là tình huống rất nguy hiểm, vì nó sẽ làm cho em không thở được.
Em phải nhớ, em không được nằm khi ăn, em phải ngồi thẳng thì mới được ăn. Không được ăn khi đang đi lòng vòng. Đừng nói chuyện khi có thức ăn trong miệng, vì có khả năng cao thức ăn sẽ bị mắc trong họng. Nếu bị mắc cổ họng và thức ăn làm cho em không thở được, em phải báo cho người khác biết ngay lập tức. Chỉ cần ghi nhớ những điều này thì em sẽ ổn thôi, được không? Dạ, em sẽ ghi nhớ. Em cũng vậy. Chỗ kẹo này đều là của em. Lucy, cho anh một viên đi, được không? Amber mới dặn dò là không được ăn khi đang đi lòng vòng đâu đó. Chưa gì mà đã quên rồi. Vậy về nhà rồi cho anh nha. Không có đâu. Lucy, làm ơn cho anh một viên đi mà. Không. Anh cầu xin em đó. Một phim Bully và những người bạn. Một phim không được chạy giữa xe hơi. Bắt được rồi. Bây giờ mới lục mình. Nước lạnh quá. Con thành thật xin lỗi chú Musty. Không sao đâu. Bây giờ để xem chú đang kiếm căn nhà mới của Louis. Con biết nhà đó ở đâu. Phía bên kia, căn nhà với cái mái xanh. Chú đã thấy nó rồi, cảm ơn con. Tạm biệt chú Musty. Bắt được cậu rồi. Cậu thua rồi. Dừng lại đi. Ôi không, mình sắp hết đạn rồi. Tới lượt mình. Thôi nào. Không có thích vậy không? Ok. Kìa, có rất nhiều khách du lịch ở đây. Mình mong sẽ tìm được một nơi. Nếu để bảng hiệu lớn ở trong con hẻm nhỏ như vậy sẽ làm chắn mất tầm nhìn của tài xế và gây ra tai nạn. Chị sao? Tôi xin lỗi. Tôi chuyển đi ngay Poli. Tốt, chúc một ngày tốt lành. Nếu cậu dừng xe ngay trước ngã tư như vậy, trẻ em sẽ không thể nhìn thấy đường để băng qua ngã tư đâu. Được, tôi đi ngay. Tốt, giờ qua được rồi. Cảm ơn. Hình như xe của cậu bị lạc đường, cần mình giúp không? Được, làm ơn. Cậu ấy đâu rồi? Sẽ vui lắm đây. Mình bắt được cậu rồi. Wow, nhìn những chiếc xe kìa. Chết ơi, mình biết cậu ở đây. Cậu muốn tìm nhà có mái xanh. Tôi thấy rồi, cảm ơn Polly. Tạm biệt, gặp lại cậu sau. Bye bye. Nhìn những chiếc xe kìa, đậu đầy ra cả con đường rồi. Mình tới đây. Cậu bắt được mình rồi, mình đầu hàng. Em có sao không? Polly. Kevin và Dove, anh không thể tin được em lại chạy ra đường như vậy đó. Chúng em rất xin lỗi Polly. Em có biết nếu như chạy vào những chiếc xe đang đậu, có khả năng cao em sẽ gặp phải tai nạn. Điều đó rất là nguy hiểm luôn đó. Anh vừa nói khả năng cao. Đúng vậy,
Nếu trẻ con như em lao vào giữa những chiếc xe đang đậu thì tài xế gần như không thể nhìn thấy em kịp lúc, và lúc đó có thể sẽ bị đụng. Nên khi em cần phải đi qua đường mà em ở chỗ có nhiều xe đậu hay bãi giữ xe, em phải nhìn xung quanh trước rồi mới đi ra từ từ và thật cẩn thận. Thậm chí khi em đang ở ngã tư, em không bao giờ được chạy lên phía đầu xe buýt hay giữa hai xe hơi. Còn nữa, vì em không biết khi nào xe sẽ di chuyển, cho nên không nên chơi ở nơi có xe dù xe đang đậu. Em biết rồi, Polly. Rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau. Cùng là một trận nào, anh bạn. Chơi thì chơi, bây giờ mình đếm đến ba thì bắt đầu vẽ. Được thôi anh bạn. Một, hai, ba. Cậu thích cây súng nước của mình nè. Không, không bạn hơn. Đó, dừng lại. Đó, để mình trả thù. Dừng lại. Thôi, nè. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim An toàn của xe buýt trường học. Xe buýt của trường học dừng lại. Điểm dừng xe buýt. Ước gì Trinh có thể nhanh hơn. Bọn trẻ sắp ra về rồi. Hai đứa nhỏ kia rồi. Dạ, Scooby. Anh đợi lâu rồi phải không, Scooby? À không, cũng không hẳn. Mình muốn ngồi gần cửa sổ. Không được. Nè nè nè, các em không nên gây mất trật tự trên xe buýt như vậy chứ. Đội cứu hộ. Được rồi, phải vậy chứ. Lần này cậu làm gì vậy Jin? Scooby nhờ mình làm giúp tấm bản thông báo nên... Ta-da! Bản thông báo gì vậy? À, là bản thông báo các học sinh phải lên xuống xe buýt một cách an toàn. Giờ mấy giờ rồi ta? Mình còn phải giao tấm bản này cho Scooby nữa. Để mình đưa cho Jin. Mình cũng đang định đi đến trạm xăng. Cảm ơn Polly. Scooby sẽ rất vui cho mà coi. Mình cũng mong là vậy. Nhanh lên Scooby. Nhanh lên. Thôi nào đừng. Các em không biết đưa đầu mình ra khỏi cửa sổ là rất nguy hiểm hay sao chứ. Anh ấy nói đúng không phải sao? Tại sao hai cậu không thể ngồi yên trên xe được hả? Hai cậu bị sao vậy chứ? Mình đang nghe lời cậu đây. Ổn định chỗ ngồi. Để anh chuyên tâm lái xe nào. Hãy trở về chỗ ngồi nào Jenny. Dạ, Scooby. Kevin, gì vậy? Này, đừng đụng vào của mình. Đây là đài để mình học taekwondo. Taekwondo? Ừ, để mình tập cho xem. Taekwondo. Chắc em mà dừng lại đi mà. Scooby, cho em xuống đây đi. Được thôi Jenny. Scooby. Các em có sao không vậy? Làm ơn nào. Wow, đai đỏ kìa. Em tới nơi rồi Kevin. Em cũng xuống xe luôn đi. Đúng rồi, mình cũng vậy. Đợi mình với. Hai em mấy xuống rồi. Nhẹ nhõm hết cả người luôn. Ngày mai gặp lại Scooby. Được thôi. Này, đợi mình đã nào. Sao vậy Kevin? Scooby. Xin lỗi, anh không thấy đai bị vướng vào. Em có sao không? Em không sao. Này, đợi mình với. Không Kevin, khoan đã. Kevin, em biết là không nên chạy qua đường như vậy mà đúng không? Điều đó thật sự không an toàn. Dạ, nhưng em không thấy chiếc xe đang chạy tới. Đó là lý do em đã không tuân thủ theo luật giao thông.
À, được rồi, chúng ta nói lại lần nữa chứ. Dạ. Khi em xuống xe buýt, những chiếc xe khác có thể sẽ chạy tới, nên luôn phải nhìn hai bên trước rồi mới từ từ bước xuống xe. Sau khi em bước xuống xe, không bao giờ được chạy về phía trước để băng qua đường. Tài xế không nhìn thấy em và điều đó vô cùng nguy hiểm. Luôn nhớ rằng phải tự động lên xe buýt hay xe cũng có thể rất nguy hiểm. Nếu quần áo hay cặp hoặc thậm chí giày đai không cẩn thận, có thể sẽ bị vướng vào cánh cửa. Đừng để điều đó xảy ra. Luôn luôn đứng đợi xe buýt trên vỉa hè, không nên bước xuống đường để đợi. Chơi đùa, đánh nhau, nói chuyện lớn tiếng hay ngoài người ra cửa sổ sẽ làm tài xế phân tâm và dễ gây tai nạn. Nên ngồi giữ im lặng và luôn nhớ thắt dây an toàn. Scoonby, em xin lỗi. Em cũng vậy, em hứa từ nay em sẽ ngồi ngoan ngoãn. Cảm ơn, và anh hứa sau này sẽ tập trung lái xe an toàn. Scoonby, có quà cho cậu nè. Quà cho mình hả? Giống đôi cánh vậy. Mình là xe buýt chứ đâu phải là máy bay đâu. Tập phim Cậu cá ra sao. Xin chào mọi người. Cô thấy sáng sớm đã làm việc chăm chỉ rồi. Cô Bell, chào buổi sáng. Leffy, mình sẽ để xuống trước nha. Được, sau đó mình sẽ để ở đây có phải không Sissy? Phải, cảm ơn các cậu. Tốt lắm, Leti và Leffy của cô làm việc với nhau rất tốt. Không có gì mà. Cô Bell, hãy nhìn con nè. Con có thể nâng cái ống cống lên thật cao luôn đó nha. Nè, cẩn thận Leki. Ô không. Lê Kỳ, con làm gì cũng phải cẩn thận hơn một chút chứ. Con có nhớ tai nạn lần trước hay không vậy hả? Con xin lỗi cô Bell, con sẽ cẩn thận hơn kể từ bây giờ. Cảm ơn Lê Kỳ. Con nghĩ rằng hôm nay để Lê Ti và Lê Phi hoàn thành công việc còn lại đi. Cô lo Lê Kỳ sẽ phạm sai lầm lần nữa đó. Dạ. Làm việc chăm chỉ nha. Tại sao cô Bell lo cho mình quá vậy? Chào buổi sáng bà Bell. Xin chào ông Builder. Ông đến đây làm gì vậy? Tôi mới vừa câu được một số cá. Thật sao? Coi nè, có tuyệt không? Ôi trời, trong mấy con cá thật là tươi. Tôi sẽ chia cho bà một ít, bà có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Tôi thích cá lắm. Thật sao? Bà cứ lấy đi. Vậy là cô Bell thật sự rất là thích cá đó nha. Cá ngon quá là cá, ngon quá là cá, cá cá. Cá đúng là ngon quá đi. mùi thơm ngon quá đi. Chin, các cậu về rồi hả? Cái mùi gì vậy Chin? Có vẻ Chin đã chiên cá xong. Chin, cậu lấy con cá đó từ đâu ra vậy? Chú Builder đã cho mình một ít cá mà hôm nay chú ấy đã bắt được đó. Vậy sao? Gần đây có rất nhiều cá xuất hiện ở gần cảng. Và nhờ có chú Builder, mình đã có thể ăn món ngon này. Wow, cậu ấy ăn hết rồi. Phải, mình không biết Jin thích ăn cá tới như vậy luôn. Thật sự thì mình cực kỳ thích ăn cá luôn. Hàm lượng dinh dưỡng hoàn toàn tuyệt vời. Mình muốn ăn nữa. Được rồi, Jin, nếu cậu thích ăn cá vậy thì mình sẽ đi bắt cá cho cậu ăn. Thật sao? Cậu bắt hả? Mình sẽ làm mà. Đợi mình nha Jin, mình sẽ bắt một con cá lớn cho cậu. Chào các cậu. Chào Lily. Nói Lily, đang làm gì vậy? Haley. Chào Leki. Cậu làm gì? Mình định câu cá. Vì Jin cậu ấy rất thích ăn cá. Cậu biết cách câu cá sao? Tất nhiên. Thả cần câu như thế này rồi ngồi chờ thôi. Thật sao? Mình có nên bắt một con cá cho cô Bell không? Một con cá bự. Ôi Leki, cảm ơn con. Cô Bell chắc chắn sẽ nở nụ cười thiệt là tươi. Leki, đến đây một chút. Ok, được rồi. Haley, cậu cứ câu cá đi nha. Được rồi, Leki. Hả? Cắn câu đi cá. Cái gì vậy? Toàn là trong biển thôi. Haley, cậu nói cậu làm được nhưng mà cậu thiếu kỹ năng câu cá rồi. Không phải vì kỹ năng của mình, mà tại cá không xuất hiện ở gần chỗ mình câu cá thôi. Nhưng cậu nói rằng chú Builder đã câu được rất nhiều cá ở đó mà. Haley, cậu có dùng mồi câu cá không? Mồi câu cá? Cái gì vậy? Mình nói về thức ăn thu hút cá về phía mình. Đúng vậy,
Mình nghe nói là phải sử dụng mồi khi câu cá thì mới được. Mình không biết chuyện này. Thôi nào Hayley, cậu không biết gì về câu cá mà dám khoe khoang với mình là sẽ bắt được cá hay sao chứ? Mình nghĩ tất cả những gì mình cần là một cần câu thôi. Cái gì? Hayley. Trong trường hợp đó mình dùng gì để làm mồi? Vậy chúng ta làm không xong rồi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ vận chuyển thùng container. Mình chỉ làm chuyện này thôi. Giờ mình ngồi chờ là được rồi. Lê Kỳ. Cô Bèo. Con đang làm gì vậy? Con chỉ đứng đây chơi thôi. Con đừng chơi nữa. Mau đi ngủ đi nha con. Ngày mai con phải giúp bạn bè làm việc nữa. Dạ. Cô Bèo có tức giận không? Không sao hết. Nếu mình câu được cá, cô ấy sẽ vui thôi. Con dung hả? Những con dung này là mồi để câu cá. Chắc chắn sẽ câu được. Cậu sử dụng làm mồi nhữ sao? Đúng rồi đó. Mình đã hỏi chú Builder và chú ấy nói rằng không có gì tốt hơn cái này để làm mồi. Vậy thì mình có thể mong đợi ở cậu nữa hay không? Tất nhiên có thể. Phần thưởng của cậu sẽ nhiều như dự đoán của cậu. Mình phải đợi bao lâu nữa đây? Buồn ngủ quá. Mình sắp ngủ thiếp đi rồi. Không được ngủ. Không được ngủ. Lê Kỳ. Cá bự. Lê Kỳ. Ủa cô Bèo. Trời ơi, tối qua con ngủ ở đây hay sao? Con ngủ tiếp đi khi đang chơi đó cô. Mọi người đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm rồi đó. Con xin lỗi. Con sẽ đi làm ngay. Các bạn. Xin lỗi vì đã tới trễ. Không sao, đâu. Lê Kỳ, cậu có câu được con cá nào không? Mình không bắt được dù chỉ một con. Mình thật sự không làm được gì ra hồn hết. Cố lên Lê Kỳ. Đúng vậy, có lẽ cậu không câu được gì cá đang bận ngủ. Phải. Nhưng bây giờ mình thật sự rất là mệt. Các cậu hãy nhanh lên một chút, sắp trễ chuyến hàng rồi đó. Được rồi. Nhanh lên nào mọi người. Lê Kỳ, chuyển thùng container này đi. Được rồi. Được rồi. Buồn ngủ quá đây. Làm thanh hình gì vậy? Lê Kỳ, dậy đi. Cái gì vậy? Không, sao lại xảy ra chuyện này? Đồ chơi đang trôi ra biển rồi. Trường hợp khẩn cấp. Cô Bèo vừa gọi nói rằng có một tai nạn tại cảng. Thùng container đựng đồ chơi đang trôi ra biển. Đội cứu hộ mau tới đó ngay. Được rồi. Nhìn lên, kìa, ở đằng kia. Chúng ta nhanh lên, đồ chơi sắp trôi ra biển rồi. Hayley, cậu ra ngoài khoanh vùng khu vực đó lại. Được rồi. Hai cậu, theo mình. Được. Sẵn sàng nào. Hey. Xong rồi đó. Tuyệt vời. Mọi người sẵn sàng chưa? Kéo toàn bộ về phía cảng đi. Được rồi.
xin lỗi cô Beo. Con câu cá nguyên đêm không ngủ được mới xảy ra tai nạn như vậy. Cô có thể hiểu được mà. Nhưng con câu cá để làm gì chứ? Có lẽ có một lý do đặc biệt khiến cho cậu ấy phải câu cá suốt đêm. Mình muốn tặng cô Beo một ít cá coi như món quà của mình. Gì? Con không ngủ để câu cá cho cô sao hả? Thanh thật mà nói, gần đây con đã làm những việc khiến cô luôn lo lắng, buồn bã. Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào cô nhìn thấy con đều thở dài. Điều đó thực sự làm con khó chịu nên con muốn tặng gì đó. Thì ra chuyện là như vậy. Vì cô mà con nghĩ như vậy sao? Cô thực sự xin lỗi, cô không biết con lại nghĩ như vậy đó Lê Kỳ. Con vẫn ổn, bởi vì bây giờ cô hiểu rồi. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao mình không câu được con cá nào vậy ta? Wow, Lê Kỳ, cậu có dùng mồi không? Mồi là gì? Mình đoán là cậu không biết. Bây giờ mình sẽ chỉ cho cậu cách cậu câu cá như thế nào cho đúng nha. Thật sao? Tất nhiên chỉ cần tin tưởng mình. Cậu nói mình dùng cái này câu cá được hả? Đúng vậy, bây giờ ném xuống đi. Sẵn sàng chưa Lê Kỳ? Ok. 1, 2, 3. Ủa? Ê, Lê Kỳ, có gì đang nhúc nhích kìa. Đúng rồi, để mình đi Lê Kỳ. Hình như câu trúng cái gì nặng lắm đó. Wow. Hãy trời, cô đã bắt được rất nhiều cá. Tốt lắm Lê Kỳ. Cảm ơn cô. Bây giờ cô đã nở nụ cười rồi. Điều này làm con thấy rất là vui. Đây là món quà đặc biệt cho cô. Cảm ơn rất nhiều Lê Kỳ. Cô có thể chia sẻ món quà này với tất cả mọi người hay không đây hả? Tất nhiên rồi. Cô Beo, vậy cô có thể cho con một ít không? Tất nhiên. Wow, thật sao? Ellie, đừng nói là cậu nói với Jin là cậu câu được đó nha. Làm sao biết được? Giữ bí mật với Jin nha mọi người. Nhưng Ellie, mình không biết cách nói dối đâu. Mình cũng vậy. Chỉ là giữ bí mật chứ không phải nói dối. Làm ơn đi mọi người. Chú làm được mà, chú Builder. Đội thi công không làm việc ở đây thật là yên bình quá đi. Cậu nói đúng. Đợi đã, Holly, có phải chú Builder không vậy? Chú Builder. Hồ, xin chào hai con. Chú đang làm gì ở đây vậy chú? Đây là ngày nghỉ mà. Chú cần hoàn thành một số công việc quan trọng. Ôi không, chú có sao không vậy? Đầu chú. Chú Builder, nhìn chú không ổn cho lắm. Con có thể đưa chú tới bệnh viện được không vậy? Không cần, không cần. Chú chỉ thấy hơi chóng mặt thôi mà. Chụp lấy Builder. Xem nè. Con rất xin lỗi chú Builder. Nghe nè, ngày hôm nay các con đã làm việc gì rồi hả? Hãy nhìn đi, ở đây giống như một bãi rác vậy. Con nghĩ là do mấy ngày rồi chú chưa dọn dẹp ở đây đó chú Builder. Cái gì? Không, chú không chịu trách nhiệm về dọn dẹp đâu. Chú Builder thật sự rất giận tụi mình đó. Mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Sau đó thì chú ấy tiếp tục công việc của mình sao? Đúng, tụi mình tiếp tục hỏi có cần giúp đỡ không nhưng mà chú ấy lại không nghe. Chú ấy nói chú ấy có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng mình nhìn thấy chú ấy không ổn một chút nào. Có vấn đề nghiêm trọng nào trong khi thi công hay không vậy? Tụi mình nghe nói khi cơn bão kéo tới thì đường ray xe lửa bị ngập nước và công việc xây dựng lại đường ray của chú Builder khó hơn những gì mà chúng ta nghĩ đó. Có lẽ chú ấy đang rất căng thẳng, đặc biệt là thời hạn sắp tới nữa. Hoàn thành xong là sẽ đâu vào đấy. Phải, nhưng chú ấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Đúng rồi đó Amber. Cậu và Jin tới chỗ chú ấy vào chiều nay để xem coi chú ấy có ổn hay không, rồi đưa chú ấy đi khám bác sĩ đi. Được chứ. Bruno, đừng làm như vậy nữa. Không, để đường ray xe lửa đi quanh hồ thì cũng phải đi quanh núi.
Và điều đó sẽ làm tốn thêm nhiều thời gian hơn. Thiệt tình ồn ào quá. Im lặng, chú không thể suy nghĩ được gì. Nếu muốn chơi bóng thì đi chỗ khác chơi đi, hiểu chưa? Dạ. Mấy tên này thật sự không giúp được gì hết. Chú Builder quá khó khăn với chúng ta. Sao chúng ta có thể chơi lặng lẽ được chứ? Cậu nói đúng, hình như có chuyện gì đó khiến chú ấy bực mình á. Đúng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên. Tuần này chú ấy đã làm mắng chúng ta rất là nhiều lần luôn. Nhưng mình không hiểu là chúng ta đã làm gì sai nữa. Nếu như làm sai, có lẽ... Xin chào. Ủa? Xin chào, xin chào em ơi. Xin chào, chào Jin. Chú Builder có ở đây không? Có ở đây. Nhưng có thể là cậu không muốn tới gần chú ấy đâu. Dạo gần đây chú ấy thật sự rất là khó chịu. Vậy các cậu có gây rắc rối cho chú ấy không? Không thể không nào. Nào. Chú Builder, chú có nhà không vậy? Chú Builder. Jin. Có nghe thấy gì không? Hả? Chú Builder. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Rồi, đóng lại đi. Đừng trôi, mình sẽ gặp cậu ở đó. Mình không biết là chú ấy bị bệnh. Chú Builder kiệt sức. Chú ấy đã bị căng thẳng khi làm việc đó. Tụi mình không biết cái gì hết. Chắc chắn là chú ấy sẽ ổn thôi. Để kiểm tra kỹ lưỡng coi có gì hay không đã. Đợi ở đây nha. Được rồi, cảm ơn Jin. Chúng ta thờ ơ quá. Bây giờ chúng ta nên dọn dẹp trước khi chú ấy quay về. Mình nghĩ đây là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể tặng cho chú Builder đó nha. Đây là ý tưởng hay nhất mà cậu từng nghĩ ra. Được rồi, chúng ta mau đi làm thôi. Được rồi. Mát. Xin lỗi. Sao cậu không nhìn được? Quay lại. Mình không thấy trái banh nào hết. Đây rồi. Cần phải cố gắng thêm chút nữa. Cố lên. Tránh ra. Ủa, có chuyện gì vậy? Mình đã khiến cho cậu ấy bị kẹt ở trong đống gỗ này rồi. Vậy bác sĩ đã nói gì? May mắn là không có gì nghiêm trọng. Chú Builder nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ khỏe thôi. Đúng là một tin tốt. Đúng vậy, lúc đó tụi mình lo quá trời luôn. Đội cứu hộ nghe đây. Mình cần giúp đỡ. Chuyện gì vậy Bruno? Tụi mình đang dọn dẹp sân cho sạch. Bây giờ Fox đang gặp nguy hiểm và tất cả là lỗi của mình. Mà phải cứu khỏe đi. Cậu đợi một chút, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Cậu phải cố gắng lên nhà Pop. Đâu rồi? Ở đây. Nhanh lên, Pop bị mắc kẹt ở trong đống gỗ này nè.
Cậu vẫn ổn chứ? Cậu đừng di chuyển, tụi mình sẽ cứu cậu. Cậu cần phải giữ bình tĩnh. Các cậu đi tìm chỗ an toàn đứng đi. Ok, Molly. Nào, tụi mình cần lấy gỗ ra, đưa cậu ấy ra ngoài. Nhưng mà cẩn thận, đừng để gỗ sụp xuống. Được rồi. Để ở đây thôi. Được rồi, ra ngoài đi, Pop. Cảm ơn những tảng đá giữ cho khúc gỗ không đè vào người của cậu ấy. Mình xin lỗi cậu nha. Tụi mình đúng là đội thi công xây dựng vô dụng, có phải không? Tất cả những gì chúng mình làm là gây ra rắc rối thôi. Tai nạn có thể xảy ra, hãy nhớ rằng cố gắng hết sức là được rồi. Chỉ cần cẩn thận hơn vào lần tiếp theo là được rồi. Đúng vậy, nhưng làm thế nào có thể làm cho chú Builder hạnh phúc đây? À đúng rồi, chú Builder sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy cái sân được dọn dẹp sạch sẽ. Các cậu đừng lo lắng, chúng mình sẵn lòng giúp các cậu dọn dẹp. Đúng rồi, nếu tất cả chúng ta cùng làm sẽ không mất nhiều thời gian. Cảm ơn các cậu. Hả? Cảm ơn Max. Không có gì. Mừng chú Builder. Ồ trời, chú không thể tin được là nơi này lại sạch như vậy, giống như trở về một ngôi nhà hoàn toàn mới vậy. Chú có ngạc nhiên không? Ý con là sao? Có chuyện gì đã xảy ra khi chú không ở đây hả? Dù sao cảm ơn mọi người rất nhiều. À, có tin tốt, chú đã nghĩ ra một giải pháp cho đường sắt của chúng ta rồi. Wow, đó là tin tuyệt vời. Khi nghỉ ngơi thì chú sẽ suy nghĩ được nhiều hơn. Chú đồng ý. Trước kia chú không nghỉ ngơi nên không suy nghĩ được gì cả. Chú không nên tức giận với tụi con. Chú xin lỗi vì tất cả những gì chú nói. Không sao đâu. Chú ơi, chú nên nói với tụi con khi có điều gì làm cho chú lo lắng. Đúng vậy. Có lẽ chúng con sẽ đưa ra được một giải pháp gì đó. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghỉ ngơi một ngày thật sự giúp ích rất nhiều đó. Nếu chú nghỉ cả tuần thì sẽ suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Đừng nghĩ cả tuần là quá nhiều rồi. Chú giận thôi. Cảm ơn. Scooby kỳ lạ. Như tất cả các cậu đã biết, hôm nay là ngày dọn dẹp của thị trấn Rum. Vì vậy, mình nghĩ là chúng ta nên sơn lại trạm cứu hộ. Mọi người có thể giúp mình không? Tất nhiên rồi. Giờ chúng ta chia công việc ra làm nha. Mình sẽ sơn lại mái nhà. Mình sơn cửa sổ. Vậy thì mình và Roy sẽ sơn lại các bức tường. Được. Tốt. Vậy thì mình sẽ sơn ở cửa ra vào nha. Chúng ta đi làm ngay đi. Nhanh chân lên nào. Runa, con có thể đẩy vào một chút không vậy? Dạ được thưa chú. Nè, từ từ thôi chứ con. Dạ con xin lỗi. Đó là Scooby. Cái gì vậy nè? Scooby bị dính đốm sơn trắng ở khắp người luôn rồi kia kìa. Scooby. Hả? Xin chào chú Builder. Xin chào Bruno. Xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc nãy mình đi ngang qua tòa nhà đang sơn, và sơn trắng của tòa nhà rơi vào mình quá trời luôn. Trời ơi, con nên quan sát cẩn thận hơn khi đi ngang qua những tòa nhà đang sơn. Dạ con hiểu rồi. Chú đang sơn hả chú? Con có thể xin chút sơn màu vàng sơn vào người con không vậy hả chú? Xin lỗi con, nhưng ở đây không có sơn màu vàng. Phải làm sao đây? Con thật sự rất ghét những đốm sơn màu trắng như vậy. Nếu chúng ta sơn cho Scooby bằng sơn màu trắng thì sao? Sơn toàn màu trắng cho Scooby sao? Được, mình muốn như vậy đó. Như vậy còn đỡ hơn bị dính những đốm sơn trắng. Được rồi, để chú thử. Xong rồi, con thấy sao? Hả? Nhìn có được không vậy? Để coi. Tuyệt vời đó, Scooby. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chú Builder và Bruno nha. Gặp lại sau vậy. Chạy từ từ thôi. Cậu ấy sẽ ổn chứ? Dạ chắc sẽ ổn mà. Xong rồi. Mình cũng đã làm xong rồi nè. Mình cũng xong rồi. Wow, trạm cứu hộ vừa được sơn xong giống như mới vậy đó. Hayley, cậu đã xong chưa vậy? Mình cũng làm xong rồi. Hả? Xin lỗi Amber, mình vô tình làm đổ sơn lên người cậu rồi. Không sao đâu Hayley, trên người của cậu cũng dính quá trời sơn mà. Thật không? Ôi không, trên người mình dính sơn quá trời. Tụi mình cũng như vậy mà Hayley. Đúng rồi ha. Mọi người đừng lo lắng, mình sẽ làm sạch sẽ cho các cậu mà. Rồi, xong xuôi rồi. Wow, mình còn đẹp hơn trước nữa. Cảm ơn Jin. Rồi đó rồi, tới cậu nè. Mình sẽ sơn lại cho cậu. Cảm ơn Jin. La la la, mình là Scooby. Trẻ con rất yêu mình và mình cũng rất yêu trẻ con. Mình rất dễ thương. La la la. Amber, tới cậu rồi đó. Jin, là màu đỏ có phải không? Phải rồi. Mình cần sơn đỏ để pha thành sơn màu hồng. Nhìn nè, mình trộn màu trắng với màu đỏ. Ta-da, sơn màu hồng đây. Wow, thật tuyệt vời. Sơn thôi nào. Xong rồi đó. Cảm ơn Jin. Giờ tới lượt mình. Hayley cần sơn màu xanh lá cây. Mình trộn màu vàng và màu xanh dương sẽ có xanh lá cây. Xong rồi. Tốt, bắt đầu được chứ? Ôi không, chúng ta đã hết sơn rồi. Mình không còn sơn màu vàng nữa. Cái gì? Nhưng chưa sơn xong mà. Được rồi, đừng lo lắng. Mình sẽ đặt thêm sơn từ cửa hàng bán sơn được không? Thật sao? Thôi được rồi, khi nào có sơn thì hãy điện thoại báo cho tôi biết liền nha. Chuyện gì vậy? Mình xin lỗi Hayley. Hôm nay tất cả mọi người đều đang tìm sơn màu vàng, nên cửa hàng không còn sơn nữa. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Mình nghĩ là cậu phải đợi cho tới ngày mai thôi. Cái gì? Nhưng hôm nay mình phải đi ra ngoài đường mà. Không thể như vậy được. Hôm qua cậu thế nào rồi? Mình rất ổn. Scooby. Xin chào các em. Scooby có chuyện gì với anh vậy? Hồi nãy đi ngang tòa nhà, anh bị dính một số đốm sơn trắng ở trên người. Vì vậy anh sơn hết toàn màu trắng luôn. Nhìn ngầu không? Không đâu, trông anh giống một con ma. Gì chứ, con ma hả? Jin của đội cứu hộ xin nghe. Có thật không? Cảm ơn nhiều lắm. Mình đi lấy ngay. Hayley. Vậy? Bây giờ họ đã có sơn màu vàng rồi. Thật sao? Mình nghĩ rằng hàng đã về sớm hơn dự kiến. Họ nói với mình là có thể đi lấy ngay đó. Yeah, mình sẽ đi lấy. Yippee.
con ma hả? Trong mình có thật sự đáng sợ vậy không? Để mình xem nào. Trời ơi, mình thật sự giống như một con ma vậy đó. Không, không, không đời nào, không đời nào. Mình không nên sơn màu trắng mới phải chứ. Ủa, phải rồi, giờ mình nên đi tìm sơn màu vàng để sơn lại. Không, bánh xe bị kẹt rồi. Không, giúp mình với. Không, giúp mình. Cuối cùng cũng đã có sơn màu vàng. Mau về thôi. Ồ không, cứu với. Cứu, cứu với. Chuyện gì vậy? Scooby. Hayley. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Sơn màu vàng có rồi. Phải. Sao? Chắc là Hayley vui lắm. Mình chắc chắn là cậu ấy sẽ trở lại với nụ cười thật là tươi. Ồ, có tiếng chuông. Hayley, có chuyện gì vậy? Scooby đã xảy ra chuyện ở gần bưu điện. Mình sẽ mở video cho cậu xem. Được rồi. Cứu với. Scooby. Sao Scooby lại có màu trắng vậy kìa? Xảy ra chuyện gì vậy Hayley? Mình không biết. Các cậu đến đây thật nhanh để giúp cậu ấy đi. Được rồi Hayley. Tụi mình sẽ đến đó ngay. Cậu bình tĩnh đi Scooby, đội cứu hộ sẽ tới đây ngay. Tới rồi. Scooby. Cục đá chặn bánh xe mình lại nên mình không thể di chuyển được. Đừng lo lắng Scooby, tụi mình sẽ giúp cho cậu. Amber, cậu nhìn thấy bánh xe sao không vậy? Bully, mình nhìn thấy rồi. Mình sẽ lấy cục đá ra. Xong rồi. Giỏi lắm Amber. Nè Bully, mình nghĩ chúng ta nên nâng cậu ấy ra khỏi đây. Ở đây có rất nhiều cục đá nhỏ. Rồi, hãy nâng cậu ấy ra khỏi chỗ này đi. Được rồi. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Được rồi. Đếm đến 3. 1, 2, 3. Rồi, đi thôi. Cẩn thận nha. Vì vậy, cậu mới sơn hết màu trắng sao? Mình muốn đi xung quanh thị trấn mà. Mình biết cảm giác của cậu. Nhưng mà mình phải trở lại hình dạng ban đầu của mình thôi. Nếu không thì tụi nhỏ sẽ không thể nào nhận ra mình được nữa. Đừng lo lắng Scooby, chúng mình có sơn màu vàng. Bây giờ chúng mình sẽ sơn lại màu cũ cho cậu mà. Mọi người cũng giúp mình phải không? Tất nhiên. Thật hả? Cảm ơn các cậu nhiều. Nào, bây giờ sơn lại màu vàng cho Scooby thôi. Được rồi. Nhỏ quá. Đừng giúp với Scooby. Nếu không sẽ sơn không đều màu đó. Được rồi. Xong rồi Hayley. Ta-da! Thật là hoàn hảo mà. Scooby đã trở lại như cũ rồi. Tốt quá, cảm ơn nhiều lắm. Không có gì. Jin à, tụi mình lại dính sơn nữa rồi nè. Không cần lo lắng, mình có thể sơn cho các cậu một lần nữa mà. Giờ bắt đầu sơn cho cậu trước nha. Thật sao? Quang hô. Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện gì? Chúng ta lại hết sơn màu vàng rồi. Cái gì? Mình phải đợi thêm nữa sao? Ôi không, mình muốn sơn ngay bây giờ mà. Tập phim Trí Nhớ của Mark.
Chào buổi sáng. Chào Lord Dabu. Hả? Ở đâu ra có nhiều khúc gỗ vậy? Chú Builder, chú kêu con chở gỗ tới đây mà. Chú hả? Chú nói hồi nào? Mark nói với con như vậy. Cái gì? Chú chỉ kêu Mark chuyển số gỗ ở đây tới xưởng gỗ chứ đâu có kêu chở gỗ tới. Mark, cậu nói với mình sao hả? Ồ, đúng là mình đã nói như vậy. Xin lỗi đầm bù. Chú Builder à, chú không nên nói những chuyện quan trọng như vậy với cậu ấy đâu. Max là người rất dễ quên. Nè, Max, lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa nha. Con thật sự xin lỗi. Max. Chào cậu. Xin chào, Holly. Mình thấy cậu buồn lắm đó, cậu có ổn không? Tại sao mình lại có trí nhớ kém như vậy chứ? Sao vậy? Vì trí nhớ của mình kém nên đã khiến Dumbo rơi vào một tình huống khó xử. Là vậy sao? Mình biết rồi, mình có cách này có thể giải quyết giùm cậu. Bộ có cách thiệt hả? Đây còn gọi là cách ghi nhớ của Haley. Cách ghi nhớ của Haley sao? Đúng rồi. Cậu nghe đây Max, khi bắt đầu mình phải nhớ máy bay và số 1. Thì mình sẽ nhớ theo cách này nè. Máy bay là phương tiện di chuyển nhanh số 1. Làm vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nhớ riêng từng cái. Nhớ như vậy thì thật là dễ dàng. Cậu hãy sử dụng cách này đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Xong rồi Polly. Cảm ơn Jin. Tiếp theo đến rồi. Được rồi. Nào để mình kiểm tra nha. Hả? Cờ lê của mình để đâu mất rồi kìa. Haley, mình nên chỉ cho Jin biết về cách ghi nhớ của Haley mới được. Cách ghi nhớ của Haley sao? Cậu không thể tìm thấy cờ lê của mình với cách ghi nhớ đó được đâu Haley. Cậu nghĩ sao vậy? Bây giờ tìm ở ngăn kéo đầu tiên đi. Đây rồi. Wow. Bởi vì mình nhớ rằng Jin thường hay đặt cờ lê trong ngăn kéo đầu tiên. Hồi nãy Jin nói mình không thể làm được điều này, cho nên mình chắc chắn sẽ không nói cho cậu ấy biết làm thế nào mình biết được điều này đâu. Được rồi, tạm biệt nha. Mau nói cho mình biết đi Haley. Max. Dạ chú Builder, có chuyện gì vậy chú? Con làm chuyện này đi. À không cần đâu, con đừng có bận tâm. Chú Builder, không sao đâu, con sẽ không quên mọi chuyện như lần trước đâu mà chú. Nói cho con biết chú muốn con làm gì đi. Để chú suy nghĩ xem sao. Con nói cho mọi người là 1 giờ ngày mai tới Apple Street gặp chú nha. 1 giờ ngày mai gặp ở Apple Street. Con không được phép quên chuyện này nữa nha Max. Dạ, chú đừng lo lắng mà, con sẽ nói cho mọi người biết. Chú Builder nói 1 giờ gặp tại Apple Street. Vậy thì điều mình cần phải nói bây giờ đó chính là Apple Street và số 1. Dễ ẹc. Mình có thể nhớ theo cách trái táo chính là trái cây ngon số 1. Đây là cách mà Holly đã chỉ cho mình. Xin chào. Xin chào. Chú Builder kêu mọi người 1 giờ ngày mai đến Apple Street. Hả? 1 giờ tại Apple Street sao? Nè, cậu có chắc chắn không vậy? Mình chắc chắn không có sai đâu. Dạ, xin chào chú Builder. Mọi người tới hết rồi hả? Chúng ta sẽ bắt đầu công việc khi Max tới đây. Trái táo là loại trái cây ngon số 1. Trái táo là loại trái cây ngon số 1. Xin chào Annie. Xin chào. Chuối có ngon không vậy Annie? Ngon. Em nghĩ trái chuối là trái cây ngon số 1 quá. Đúng vậy, trái chuối rất là ngon mà. Bye bye em nha Annie. Bye bye Max. Trái táo là loại trái cây ngon số 1. Mình quên quẹo bên nào. Loại trái cây nào ngon số 1 đây? Em nghĩ trái chuối là loại trái cây ngon số 1 á. Đúng rồi, trái chuối chính là loại trái cây ngon số 1.
Giờ mình phải đi đến Banana Street. Mình tới đây trước tất cả mọi người luôn. Xong hết rồi. Tại sao tới giờ mà Max vẫn còn chưa tới đây nữa hả? Con nghĩ chắc là cậu ấy đã quên mất cuộc hẹn rồi. Đúng rồi. Ủa? Mình đã ngủ được bao lâu rồi ta? Tại sao mọi người còn chưa tới nữa? Đó là gì vậy? Lửa cháy kìa. Cháy rồi. Nếu vậy thì toàn bộ khu rừng sẽ bị đốt cháy hết đó. Mình làm gì bây giờ? Làm gì mới được đây? Mình phải gọi cho đội cứu hộ thôi. Trời đất ơi, chìa khóa Ara để đâu mất rồi kìa. Haley, nói cho mình biết cách ghi nhớ của cậu đi. Không nói đâu. Muốn biết thì hỏi Max đi. Đi hỏi Max hả? Đúng vậy. Sáng nay Max nói với mình là cậu ấy có trí nhớ rất kém, nên mình chỉ cậu ấy cách ghi nhớ rồi. Rồi mình sẽ đi hỏi Max sao vậy? Jean của đội cứu hộ nghe đây. Jean, khẩn cấp lắm. Khu rừng đang cháy lớn lắm đó. Cái gì? Cậu có thể nói cho mình biết chính xác là khu rừng nào hay không vậy? Mình không biết đó là khu rừng nào nữa. Mình không thể tìm tất cả khu rừng trong thị trấn Rum được. Cậu nhớ kỹ một chút đi. Nói thiệt đó, mình thật sự không nhớ. Nè Mark, cậu nhớ xem có gì đặc biệt trên con đường đó không? Không, để mình nhớ lại. Trên đường đi tới đây thì mình gặp Annie đang ăn chuối. Con bé còn nói trái chuối là loại trái cây ngon số 1. Ủa, là Banana Street. Mình nhớ lại mọi chuyện rồi. Gần Banana Street là khu vực Âu đó. Tốt lắm Mark. Đợi một chút, tụi mình sẽ có mặt ngay. Mình phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này thôi. Làm thế nào để ra khỏi đây giờ? Haley, cậu cứu Mark đi. Mình làm liền. Chào Mark. Haley, chúng mình ở đây rồi. Cậu di chuyển đến nơi an toàn đi. Được rồi. Roy, Amber và mình sẽ đứng đây dập tắt ngọn lửa. Còn cậu thì đứng ở đối diện tụi mình. Được rồi. Có thể còn lửa sẽ lan rộng khắp khu rừng. Được rồi, mình sẽ thử lại. Hả?
Mình tìm thấy cái lò đựng than ở đây. Mọi người phải luôn thật cẩn thận, cho dù sử dụng than hồng hay những gì liên quan đến lửa. Đúng vậy, mọi người không sao rồi. Và lần này thì Mark là người có công cứu toàn bộ khu rừng không bị cháy rụi. Đúng, làm tốt lắm Mark. Làm tốt lắm Mark. Cậu không phải lo lắng về trí nhớ kém nữa. Cậu có thể nhớ bất cứ điều gì nếu chịu khó tua lại từng thông tin. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình đã tự tin và mình cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Mình cũng đã học được là nhớ một chuyện gì đó cũng không phải là chuyện quá khó. Ủa mà, hình như hôm nay mình có một cuộc hẹn rất quan trọng thì phải. Cuộc hẹn quan trọng gì vậy? Không nhớ là cuộc hẹn gì luôn. Cái gì? Hãy suy nghĩ lại đi Max.